Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ Sáu tuần vừa qua, học viên lớp sơ trung đẳng đã được Thầy Thanh Nguyên giảng Kinh Trung Bộ. Sau đó, Thầy Trung Duệ đã giảng môn học Kinh Kim Cang. Kính mời quý vị cùng lắng nghe tóm lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học môn Kinh Trung Bộ, Thầy Thanh Nguyên đã giảng bài kinh số 146 có tên Lời Giáo Giới của Tôn giả Nandaka, chủ đích nói về vô ngã là Niết Bàn. Tôn giả Nandaka là một trong nhiều đệ tử lớn của Phật, có hạnh đệ nhất giáo giới cho tỳ kheo ni và thường dùng pháp vấn đáp để trình bày lời thuyết giáo nên được sự tán đồng ý kiến trong ni chúng thời bấy giờ. Đây là một thể loại của pháp đàm được truyền tụng cho đến nay, mang nhiều tính chất của cuộc hội thảo đại chúng. Nội dung bài kinh cho biết các chi tiết qua hai lần giáo giới và kết quả của việc giáo dưỡng đó mang đến lợi ích không thể nghĩ bàn. Người nghe vượt thoát các đọa lạc và ít nhất đã đắc quả dự lưu. Lúc bấy giờ tại Tinh Xá Kỳ Hoàng thành Xá Vệ, nhân khi bà Di Mẫu đến gặp Phật để thưa thỉnh cho việc cầu giáo thọ đến giảng cho ni chúng, thế nên Phật đã chỉ định người làm việc này là Ngài Nandaka. Bài giảng này, Tôn giả Nandaka cho ni chúng được theo cách thức đặt câu hỏi để nghe câu trả lời về vô thường, khổ, vô ngã. Lại có thêm sự chỉ dẫn bằng vào các ví dụ và hướng dẫn các pháp thực tập về thất giác chi. Nhờ vào cách đối đáp này, thính chúng đã tự mình thức tỉnh và nhận rõ về hướng đi sau khi đã tác ý chính xác, để hiểu được không có ta, cái của ta. Do nhờ hiểu biết đúng, thì hành giả không đoạn lìa các căn theo cách sai lầm, mà chỉ nên dừng lại mọi tham đắm, vọng chấp dẫn đến khổ đau và phiền não. Thân mạng là nguồn căn của muôn công đức lành. Tôn giả Nandaka đem ra những lời dẫn dụ giúp cho ni chúng tác chứng về sự biến hoại của vô thường từ 6 nội xứ, 6 ngoại xứ và 6 thức tương quan với chúng. Như là ánh sáng từ ngọn đèn luôn thay đổi vì còn tùy thuộc vào các yếu tố không thường khác. Lại như bóng cây chẳng thể thường do thân của nó, rễ và cành thường xuyên biến chuyển, thay hình đổi dạng. Hơn nữa, ví như một con bò đã bị tách rời thân thể, da thịt, gân khớp, như đoạn tận mọi tham và hỷ, thì khác nào một người biết sử dụng thanh gươm trí tuệ, dũng mãnh, chặt đứt hết ưu phiền ràng buộc, lìa bỏ các thứ chấp trước, chọn con đường thực hành bảy giác chi cho thật sung mãn, đi đến chỗ hoàn toàn chấm dứt tham, hướng đến sự chứng đắc vô lậu và giải thoát. Sau hai lần giáo giới thì số người được nghe lời dạy dỗ trên đều đạt thành quả giải thoát. Không chấp ngã vì tất cả đều vô thường, khổ, không và làm chủ 18 giới là bài học cần lưu tâm chú ý mà người hành giả phải hết lòng phòng hộ, bảo vệ để không bị những cảm thọ từ những căn trần thức dẫn dắt trong mê đắm vọng tưởng, để phải rơi rớt mãi với sinh tử trầm luân, từ bỏ các tri kiến sai lầm về ta, cái của ta và tự ngã thuộc về ta, thì hạnh phúc an lạc sẽ có mặt. Điều này tưởng chừng thật đơn giản, nhưng người học tu phải gia công hành trì mới mong có được cái nhận biết khởi sắc. Người học Pháp cũng ghi nhớ để ứng dụng việc nói năng trong chánh Pháp và im lặng trong chánh Pháp. Nguyện lực nào có chí thành, với lòng quyết tâm hướng đến thật chí thiết, tất sẽ đạt thành tựu viên mãn. Vào giờ học tiếp theo, Thầy Trung Duệ giảng về bài Tâm Kinh Bát Nhã để nhắc lại khái niệm tâm trong Bát Nhã Tâm Kinh. Tâm này không thể diễn đạt qua ngôn từ hay suy tưởng được. Nó có muôn ngàn sai biệt, nhưng lại là bình đẳng bất nhị. Hành giả chỉ có thể tin rằng Bát Nhã Tâm Kinh này giúp muôn ngàn sai biệt kia quay về một tâm, là diệu giác, là Phật tâm. Nhờ tin mình và Phật cùng một tâm, cùng có chủng tánh, thì hành giả mới có cơ hội thành Phật.
Hiểu biết của chúng ta là thức, vốn do sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Thức biết này dựa trên hoạt động của bộ não, vốn thuộc thế giới vật chất nên có hạn chế, không phải là cái tâm trong Bát Nhã Tâm Kinh nói đến. Hành giả cần tu tập chuyển thức thành trí thì mới thể nhập tâm này được. Tâm này có tính vô trụ như trong câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm trong Kinh Kim Cang. Dụng của nó là trùm khắp tất cả, là do nó có tánh không rỗng rang. Nếu nó có chút tánh đặc thì không thể dung chứa tất cả. Vì tâm này liễu tri hết tất cả nên nó cũng có tên là chánh biến tri. Tâm kỳ diệu như thế, dù đời này hành giả chưa thể nhập được, nhưng do tin mình có tâm này thì ít nhất hành giả ấy cũng được tự tại trong đời sống hàng ngày, không uổng một đời tu hành. Thầy giáo Thọ giải thích về hành thâm để chỉ cho việc thực hành pháp thật thâm sâu của Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến khi chứng quả Bồ Đề. Các pháp Phật dạy thì rất nhiều, nhưng tham thiền, niệm Phật, trì chú, quán tưởng, vân vân. Nói cách khác, hành thâm là thực hành pháp cho đến rốt ráo Ba La Mật, qua được bờ kia của giải thoát. Nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc trí Bát Nhã qua bờ kia, đây là chỉ cho trí tuệ siêu việt của bậc giác ngộ, nên được giữ nguyên âm tiếng Phạn để phân biệt với trí tuệ thế gian. Trí Bát Nhã của tâm này có thể biết hết khi chúng sinh với muôn ngàn sai biệt trong 10 phương pháp giới cùng khởi niệm trong một sát na. Nếu như trí tuệ thế gian cần khởi niệm phân biệt mới dùng được, thì trí tuệ Bát Nhã không cần tác ý mà vẫn biết và làm việc chính xác được. Nếu hành giả còn ý niệm có Bát Nhã hay không có Bát Nhã thì đều là chưa phải thật trí Bát Nhã. Hiểu về chiếu kiến ngũ uẩn dây không, lại được giải thích rằng ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Hành giả soi xét và nhìn thấu bản chất không thật của các uẩn, từ sắc uẩn dần dần cho đến cuối cùng là thức uẩn. Đến khi phá được thức uẩn thì chuyển thức thành trí. Nhờ hành giả thấy rõ các uẩn là không thật nên không bị chúng che lấp lấy trí tuệ bản tâm, và hành giả thoát ra khỏi sự cuốn chặt của các uẩn nên vượt qua mọi khổ ách, độ nhất thiết khổ ách. Tánh không của trí Bát Nhã có tính tích cực, không phải là sự không mà thế gian cho là bi quan yếm thế. Do tính nó là không nên nó có thể dung chứa tất cả. Tuy nói là không mà trí này biết và làm được tất cả các việc trong đời. Đây là mục tiêu nhắm đến của hành giả trên đường tu hành và sống đạo. Chúng ta là phàm phu nên cần ghi nhớ và thực hành các pháp Phật dạy, từ tứ chánh cần cho đến quán không trong tâm kinh, để ngày càng tiến dần đến quả Bồ Đề như Đức Từ Phụ đã làm. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc vào hôm nay, thứ Sáu, ngày 6 tháng 5 năm 2022, từ lúc 7 giờ đến 9 giờ tối. Học viên lớp sơ trung đẳng sẽ được học Kinh Trung Bộ và sau đó là giờ học Kinh Kim Cang. Kính mong quý vị cùng đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng của quý thầy, vì mỗi giờ học cũng chính là từng giờ thụ hưởng lợi lạc phước báu, biết vun trồng thiện căn và phát triển trí tuệ. Theo học Phật Pháp với giáo trình chuyên môn chính là tâm huyết của thầy giám viện và quý giáo thọ sư muốn dẫn dắt học chúng bước vào đạo lộ giác ngộ, giải thoát. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng vừa rồi và các chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị theo dõi tại trang nhà bodephatquoc.org. Rất mong quý vị học viên hãy kiểm tra email vào mỗi ngày để được biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết khác. Mọi sự phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật Pháp cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.